Kinh Đại Bồ Tát quyển 104. Hễ nhịch đời tùy tâm tại pháp sư. Đạt Ma Cấp Đa, người xứ Thiên Trúc. Pháp hội 36. Thiên tử thiện trụ ý phần 3. Phẩm 6. Phá tướng Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, Bồ Tát mới phát tâm ấy, do nghĩa gì mà gọi là mới phát tâm? Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có Bồ Tát bình đẳng xem ba cõi của tất cả tưởng sinh như vậy, được nói ban đầu phát tâm, đây gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại bạch: Bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Đức Phật nói, nếu có Bồ Tát tâm tham dục sinh là mới phát tâm, tâm sân khỏe sinh là mới phát tâm, tâm ngu si sinh là mới phát tâm. Lời Đức Thế Tôn nói phải chăng bảo đó là mới phát tâm? Thiên tử thiện trụ ý hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Bạch Đại Sĩ, nói các Bồ Tát khởi tham sân si mà gọi là mới phát tâm thì tất cả phàm phu, đủ thứ mọi sự ràng buộc đều là Bồ Tát mới phát tâm. Vì sao? Vì từ xưa đến nay, các phàm phu ấy thường phát ba độc tâm tham sân si như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này thiên tử nói tất cả phàm phu ấy từ xưa đến nay thường phát được ba độc tâm ấy, nghĩa đó không đúng. Vì sao? Vì tất cả phàm phu tâm lực kém yếu, chẳng thể phát khởi tham sân si ấy. Duy chỉ có chư Phật Thế Tôn, tất cả A-la-hán, bích chi Phật, các vị Bồ Tát ở địa vị không thoái chuyển mới hay phát khởi tham sân si thôi. Vì thế nên phàm phu chẳng phát được. Thiên tử thiện trụ ý nói: Bạch Đại Sĩ, nay Đại Sĩ cớ chi nói như vậy, khiến chúng hội này chẳng hiểu, chẳng biết xa vào lưới nghi, rất đáng kinh sợ. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Này thiên tử, như chim kia bay qua lại trong hư không, dấu chân chim ấy tại hư không là có hiện khởi hay không có hiện khởi? Bạch Đại Sĩ, chẳng phải không hiện khởi. Này thiên tử, đúng như vậy. Do người ấy nơi tôi nói, nếu có người phát khởi tham sân si, thì duy chư Phật Thế Tôn, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát không thoái mới có thể dứt trừ sự phát khởi ấy được thôi. Này thiên tử, không có y xứ, đó gọi là phát. Không có thủ trước, đó gọi là phát. Đã không y xứ là không thủ trước thì tức là không lập câu. Đây gọi là phát. Là câu vô phân biệt, đây gọi là phát. Là câu chẳng thể sinh, đây gọi là phát. Là câu bất thiện, đây gọi là phát. Là câu chẳng phải vật, đây gọi là phát. Là câu chẳng phải đến, đây gọi là phát. Là câu chẳng phải sinh, đây gọi là phát. Là câu vô sinh, đây gọi là phát. Là câu vô phan chuyên, đây gọi là phát. Là câu vô chứng, đây gọi là phát. Là câu bất tránh, đây gọi là phát. Là câu bất tư, đây gọi là phát. Là câu bất hoại, đây gọi là phát. Là câu vô ngôn, đây gọi là phát. Là câu bất phá, đây gọi là phát. Là câu vô tự, đây gọi là phát. Là câu vô chấp, đây gọi là phát. Là câu vô trụ, đây gọi là phát. Là câu bất thủ, đây gọi là phát. Là câu bất xả, đây gọi là phát. Là câu bất bạc, đây gọi là phát. Này thiên tử, nên biết đây là Bồ Tát mới phát tâm. Này thiên tử, Bồ Tát mới phát tâm, nếu ở nơi tất cả pháp như vậy mà chẳng ái trước, chẳng tư tưởng, chẳng thấy, chẳng biết, chẳng nghe, chẳng hiểu, chẳng lấy, chẳng bỏ chúng, chẳng sinh, chẳng diệt, thì gọi là chân thật phát tâm. Này thiên tử, Đại Bồ Tát nếu hay đương đời pháp giới như vậy, bình đẳng như vậy, thực tế như vậy, phương tiện như vậy, thì tham dục sân khỏe ngu si kia phát. Lại nếu quyết hay nương tựa như vậy, thì nhãn nhĩ tỷ tiệt thân ý kia phát, thì sắc thủ ẩn, thọ tưởng hình thức thủ ẩn kia phát. Như vậy thì tất cả kiến chấp phát, vô minh hữu ái phát, 12 nhân chuyên, hữu phần phát, năm dục các sự phát, ái trước ba cõi phát, ngã kiến phát, ngã sở kiến phát, 62 kiến phát, ngã kiến làm căn bản nên Phật tượng phát, pháp tượng phát, tăng tượng phát, tự tượng phát, tha tượng phát, địa thủy hỏa phong không thức đại tượng phát, bốn điên đạo phát, bốn thức trụ phát, năm cái phát, tám tà phát, chín phiền não phát, mười điều ác đạo phát. Tóm lại, thiên tử nên biết, tất cả phân biệt, tất cả đối tượng phân biệt, tất cả ngữ ngôn, tất cả các tướng, tất cả đều nhằm đến
tất cả hy cầu, tất cả thủ trước, tất cả tư tưởng, tất cả ý niệm, tất cả chướng ngã, các Bồ Tát đều phải phát cả. Thiên tử nên biết như thật. Này thiên tử, do nghĩa ấy, nếu nay thiên tử có thể ở nơi các pháp này mà chẳng ái trước, chẳng tư tưởng, thì gọi là chân thật. Đức Thế Tôn khen, lành thay, này Văn Thù Sư Lợi, này ông có thể vì các Bồ Tát mà tuyên đủ những nghĩa mới phát tâm như vậy. Từ quá khứ, ông đã từng cúng dường vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật Thế Tôn, nên ông có thể tuyên nói như vậy. Tôn giả Sư Lợi Phất, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, nay những điều Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói về tối sơ phát tâm và được vô sinh pháp nhẫn của Bồ Tát, trước sau hai sự việc bình đẳng không khác ư. Đức Phật dạy, đúng như vậy, này Văn Thù, này Xá Lợi Phất, thuở xưa Đức Nhiên Đăng Thế Tôn thọ ký ta rằng, Ma Na Bà, đời vị lai trải qua A Tăng Kỳ kiếp, ông sẽ được thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng, đặng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy ta cũng chẳng lìa tâm này, mà được vô sinh pháp nhẫn. Ông nên biết nghĩa nơi mới phát tâm của tất cả Bồ Tát, đúng như lời Văn Thù Sư Lợi nói, không có sai khác. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch, bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói đều là sơ phát. Vì sao? Vì như lời Phật nói, tất cả sơ phát tức là chẳng phát. Chẳng phát ấy tức là Bồ Tát tối sơ phát tâm. Lúc nói pháp này, có 2.000.000-3.000 Bồ Tát chứng vô sinh nhẫn, 5.000 tỳ kheo ở trong các pháp được lậu tận giải thoát, 60 ức chư thiên tử xa lìa trần khấu được pháp nhãn tịnh. Tôn giả Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, nay Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại còn làm được việc khó làm, tuy nói pháp môn sâu xa như vậy, khiến các chúng sinh được nhiều lợi ích. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này Tôn giả Đại Ca Diếp, thật tôi chẳng làm việc khó làm, vì sao? Vì tất cả pháp đều không có chỗ làm, cũng không có đã làm, nay làm, sẽ làm. Thưa Đại Ca Diếp, đối với các pháp, tôi chẳng có gì làm hay không làm, ý nghĩ đó như trên. Lại nữa này, Tôn giả, với chúng sinh tôi không có độ tác, cũng không trói buộc, vì sao về tất cả các pháp vô sở hữu vậy? Sao Tôn giả ở trước Phật nói là làm hay làm việc khó làm? Lại nữa này, Đại Ca Diếp, tôi không có đối tượng làm, vậy hãy thận trọng, đừng nói tôi có thể làm những việc khó khăn. Lại nữa này, Tôn giả, thật ra tôi chẳng làm, chẳng phải riêng tôi chẳng làm, mà tất cả Như Lai cũng chẳng làm. Bích Chi Phật cũng chẳng làm, A-la-hán cũng chẳng làm. Lại nữa này, Tôn giả Đại Ca Diếp, có những hạng người nào hay làm việc khó làm? Nếu muốn nói đúng hay làm sự khó làm, thì chỉ có tất cả anh nhi, phàm phu kia nói như vậy là khéo nói. Vì sao? Vì như chư Phật không có cái đã được, nay được hay sẽ được, cho đến tất cả thanh văn, tất cả Bích Chi Phật cũng vô sở đắc, chỉ có phàm phu kia, tất cả đều được. Tôn giả Đại Ca Diếp hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, bạch đại sĩ, tất cả chư Phật chẳng được những gì? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, tất cả chư Phật chẳng được ngã, chẳng được nhân, chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, chẳng được đoạn thường, chẳng được ấm, nhập giới, chẳng được các danh sắc, chẳng được dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chẳng được phân biệt, tư duy, niệm xứ, chẳng được nhân sinh, chẳng được điên đảo, chẳng được tham sân si, chẳng được đời này, đời kia, chẳng được ngã, ngã sở, cho đến chẳng được tất cả các pháp. Này Tôn giả, tất cả các pháp tuần tự chẳng được như vậy, cũng lại chẳng mất, chẳng trói, chẳng mở, chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng xa, chẳng gần. Vì thế nên phải biết rõ pháp môn như vậy. Nếu chư Phật Thế Tôn đều chẳng thể, thì tất cả pháp chẳng phải nghe, còn phàm phu tất cả đều đắc, nên phàm phu hay làm sự khó làm, mà chẳng phải chư Phật làm, chẳng phải Bích Chi Phật làm, chẳng phải A-la-hán, đây gọi là phàm phu hay làm vậy. Tôn giả lại hỏi, bạch đại sĩ, làm những gì? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, làm đoạn, làm thường, làm nhiễm trước, làm nương tựa, làm ức niệm, làm thủ xã, cho đến làm tất cả hí luận phân biệt tùy thuận các sự việc cao thấp. Vì các pháp như vậy, chư Phật Thế Tôn đều không làm, không có đã làm, nay làm hay sẽ làm, mà chỉ có phàm phu kia hay làm sự khó làm. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn,
vô sinh nhẫn ấy được nói ấy. Thế nào gọi là vô sinh nhẫn? Bạch Thế Tôn, là do nghĩa gì mà còn gọi là pháp vô sinh nhẫn? Bồ Tát làm thế nào được pháp nhẫn ấy? Đức Phật dạy, này Văn Thù Sa Lợi, thật không có người ở trong sinh pháp mà được vô sinh nhẫn. Nói là được ấy chỉ có ngữ ngôn, danh tự. Vì sao? Vì vô sinh pháp nhẫn chẳng thể được. Vì lìa phan duyên vậy, nên chẳng được pháp nhẫn. Được cái không chỗ được, nên không được không mất. Do đây mà gọi là được vô sinh pháp nhẫn. Lại nữa này Văn Thù Sa Lợi, vô sinh pháp nhẫn ấy nghĩa là vì tất cả pháp vô sinh nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không đến nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không đi nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không có ngã, không có chủ nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không giữ, không bỏ nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không sở hữu, không thực có nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không bằng, không gì sánh nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không so sánh nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không nhiễm như hư không nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không phá hoại nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không đoạn mất nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không nhơ không sạch nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không vô tướng vô nguyện nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp lìa tham sân si nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp như như pháp tánh thực tế nên nhẫn như vậy. Vì tất cả pháp không phân biệt, không tương ưng, không ức niệm, không hí luận, không tư duy nên nhẫn như vậy, vì tất cả pháp không tạo tác, không năng lực gầy kém thư cuốn, như ảo, như mộng, như âm vang, như ảnh, như bóng trong gương, như cây chuối, như bọt tụ, như bong bóng nước nên nhẫn như vậy. Cái bị được nhẫn cũng không có được nhẫn, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp, chỉ dùng danh tự nói lên pháp ấy thôi, mà danh tự ấy cũng chẳng thể nắm bắt được, bản tánh tự lìa. Nói nhẫn như vậy, tín hữu thích vào, không nghi hoặc, không kinh bố, không động, không mất, đầy khắp nơi thân, rồi chính họ mà hành chẳng được, thân mình cũng không có, cũng không chỗ trụ. Đây là Đại Bồ Tát ở trong các pháp được vô sinh nhẫn cho đến chẳng hành tất cả tưởng. Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi bạch Phật, bạch Thế Tôn, nói rằng nhẫn ấy thế nào là nhẫn cho đến chẳng bị cảnh giới phá hoại nên gọi là nhẫn. Thiên tử Thiện Trụ Ý hỏi Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi, bạch đại sĩ, những gì chẳng bị cảnh giới phá hoại? Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi nói, này thiên tử, đó là nhãn. Pháp nào hoại nhãn, đó là sắc đẹp, sắc xấu kia hay làm hoại nhãn. Như sắc hoại nhãn, có thứ thanh hoại nhĩ, hương hoại tỷ, vị hoại thiệt, xúc hoại thân và pháp hoại ý, cũng như vậy. Này thiên tử, nếu Bồ Tát mất thấy sắc, chẳng nắm lấy tướng, chẳng ham tốt, chẳng phân biệt, chẳng tư tưởng, chẳng ưa thích, chẳng nhàm chán, biết bản tánh là không, chẳng có niệm tưởng, chẳng bị các sắc làm hư hại, cho đến ý đối với pháp cũng như vậy. Này thiên tử, nếu sáu căn ấy không dính mắc, không ràng buộc, không hoại, không hại, Bồ Tát này an trụ nơi pháp nhẫn. Vì an trụ pháp nhẫn nên đối với tất cả pháp, không phân biệt, không có sinh hay bất sinh, không có lậu hay bất lậu, không có thiện hay bất thiện, không có làm hay không làm, chẳng truy niệm thế pháp và xuất thế pháp, chẳng phân biệt, chẳng tư duy, thì gọi là vô sinh pháp nhẫn. Lúc nói pháp này, có 63.000 chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề, 12.000 Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn. Thiên tử Thiện Trụ Ý lại bạch hỏi Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi, bạch đại sĩ, thế nào là Đại Bồ Tát phát khởi tán hạnh, siêu việt chuyển dần, lên nhập vào các địa? Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi nói, này thiên tử, trong ấy ai có thể phát khởi tán hạnh mà cho rằng các địa có người siêu chuyển ư? Bạch đại sĩ lẽ nào chẳng biết các Bồ Tát tu hành, thù thắng càng tăng, cho đến siêu việt hay viên mãn 10 địa sao? Này thiên tử, chẳng phải vậy. Như tôi được nghe Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp như huyễn hóa, thiên tử có tin chăng? Bạch đại sĩ, lời chân thành của Đức Phật ai dám chẳng tin? Này thiên tử, như huyễn nhân ấy và sự huyễn, lẽ nào lại có thắng hạnh siêu việt chuyển nhập cho đến đầy đủ 10 địa ư? Bạch đại sĩ, không có. Này thiên tử, như vậy giả sử nếu huyễn nhân và sự huyễn hay có thắng hạnh siêu việt chuyển nhập
thì các Bồ Tát chúng tôi sẽ siêu việt chuyển nhập như vậy. Vì sao? Vì như Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp như huyễn hóa nên không có chuyển nhập. Vì thế nên nói, nên nếu nói chư địa có người chuyển nhập, tức là chẳng phải chuyển nhập. Tôi cũng chẳng nói địa có chuyển nhập. Vì sao? Vì tất cả pháp không có chuyển nhập vậy. Vì thế nên pháp ở trong pháp chẳng được chuyển nhập, nghĩa là sắc ở trong thủ chẳng được chuyển nhập, thọ ở trong sắc chẳng được chuyển nhập, tưởng ở trong hành không được chuyển nhập, hành ở trong tưởng không được chuyển nhập, thức ở trong sắc không được chuyển nhập, sắc ở trong thức không được chuyển nhập. Như vậy cho đến tất cả pháp đều như thế mà hình thành thuyết tứ cú. Lại nữa, mắt không ở trong tai mà chuyển nhập, tai không ở trong mắt mà chuyển nhập, thân không ở trong ý mà chuyển nhập, ý không ở trong thân mà chuyển nhập. Vì sao? Vì tất cả pháp, mỗi cái đều có đặc tính riêng biệt, tự vận động trong cảnh giới của nó, ngu si, vô tri, không có giác thức. Cũng như cỏ cây, ngói đá, tường vách, như tường trong gương, như huyễn, như hóa, chẳng chứng, xúc được. Một tướng không có tướng. Do ý nghĩa ấy nên tất cả các pháp không có siêu chuyển, chẳng xuất, chẳng nhập, không đến cũng không đi. Này thiên tử, nếu các Bồ Tát hiểu biết tất cả pháp không siêu chuyển như vậy, thì chẳng lẽ lại còn có các địa sai khác, cũng không có nhập đạo, không có xả địa, cũng không thoái chuyển. Ở trong Bồ Đề siêu chuyển ấy không có dứt mất. Vì sao? Vì nếu người thấy những ấm giới nhập kia là chân thật thì không có siêu chuyển. Vì sao? Vì thể thánh tất cả pháp vốn trong sạch, đây gọi là Bồ Tát siêu việt đạo địa. Này thiên tử, như huyễn sư hóa là 10 thứ xe cộ cung điện, rồi sai hóa nhân ở trong đó. Này thiên tử, ý thiên tử thế nào? Hóa nhân cung điện ấy có định sở chăng? Bạch đại sĩ, không có chỗ nhất định. Này thiên tử, đúng như vậy, người thấy Bồ Tát địa có siêu chuyển cũng như vậy. Phẩm 7, Phá tướng nhị thừa, phần 1. Bây giờ thiên tử thiện đủ ý là hậu Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bạch đại sĩ, nếu lúc có người đến chỗ đại sĩ đã cầu xuất gia, thì đáp thế nào? Vì họ nói pháp xuất gia giải thoát thế nào, thụ giới và bảo trì giới như thế nào? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng, nếu các thiện nam, các ông chẳng nên phát tâm xuất gia. Nếu các ông chẳng phát tâm xuất gia, thì tôi sẽ dạy các ông pháp chân xuất gia. Tại sao, này thiên tử? Nếu cầu xuất gia, thì cầu dục giới, cũng cầu sắc giới, cũng cầu vô sắc giới, là cầu năm dục lạc thế gian, và cầu các sự quả báo ở tương lai. Nếu thiện nam mà có sở cầu, thì họ chẳng chứng pháp, vì chẳng chứng pháp, nên họ thấy có tâm. Này thiên tử, nếu vô sở thủ thì họ chứng pháp, vì chứng pháp thì chẳng thấy có tâm, vì chẳng thấy có, vì chẳng có tâm thì chẳng xuất gia, vì chẳng xuất gia thì không tâm xuất gia, vì không tâm xuất gia nên họ chẳng phát, vì chẳng phát nên không có sinh, vì vô sinh nên họ tận khổ, vì tận khổ nên cứu cánh tận, vì cứu cánh tận nên họ vô tận, vì vô tận nên chẳng thể cùng tận, chẳng thể cùng tận đó tức là hư không. Này thiên tử, tôi sẽ dạy thiện nam cầu xuất gia kia như vậy. Lại nữa, này thiên tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ như vậy. Này thiện nam, nay ông chớ phát tâm xuất gia. Vì sao? Vì tâm ấy vô sinh không phát được. Ông chớ làm cách gì khác mà bảo thủ tâm ấy. Này thiên tử, nếu có người đến tôi cầu xuất gia, tôi lại bảo người cầu xuất gia ấy rằng, nay nếu ông chẳng được cạo bỏ râu tóc, thì ông xuất gia chân thật. Bây giờ thiên tử thiện trụ ý hỏi, bạch đại sĩ, tại sao lại nói như vậy? Văn Thù đáp, này thiên tử, vì Đức Phật nói tất cả pháp không chỗ dứt trừ. Thiện trụ ý nói, những pháp nào không đoạn cũng không trừ. Văn Thù đáp, đó là sắc pháp chẳng đoạn cũng chẳng trừ, thọ tưởng hành thức chẳng đoạn cũng chẳng trừ. Này thiên tử, nếu có người cho rằng, tôi trừ bỏ râu tóc mới là xuất gia,
thì nên biết người ấy có ngã tướng. Vì có ngã tướng nên chẳng thấy bình đẳng, là vì thấy ngã nên thấy chúng sinh, vì thấy chúng sinh nên thấy râu tóc, vì thấy râu tóc nên có ý nghĩ trừ bỏ. Này thiên tử, nếu họ chẳng thấy có ngã tướng thì không thấy tha tướng, vì không tha tướng nên không ngã mạn, vì không ngã mạn thì không thấy có cái ngã là ta, vì không thấy cái ngã là ta nên không phân biệt, vì không phân biệt nên không dao động, vì không dao động nên không hí luận, vì không hí luận nên không thủ xả, vì không thủ xả nên không có tác bất tác, không có đoạn bất đoạn, không ly không hợp, không giảm không tăng, không tập không tán, không tư không niệm, không thuyết không ngôn. Như đây thì gọi là an trụ chân thật. Thiên tử thiện trụ ý bạch. Bạch đại sĩ, nghĩa chân thật thế nào? Bồ Tát Văn Thù sẽ lại nói, này thiên tử, nói chân thật ấy tức là hư không. Hư không như vậy được gọi là thật, tức không khởi, không tận, không giảm, không tăng. Vì nghĩa ấy mà hư không là thật, tánh không là thật, như như là thật, pháp giới là thật, thực tế là thật. Thật như vậy cũng là chẳng thật, vì sao? Vì trong thật ấy chẳng thể nắm bắt được. Vậy nên gọi là bất thật. Lại nữa này thiên tử, nếu có người đến chỗ tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng, nay nếu ông có thể chẳng thủ trước y ca sa ấy, thì tôi cho rằng ông là chân thật xuất gia. Thiện trụ ý hỏi, vì sao lại nói như vậy? Văn Thù đáp, vì chư Phật Thế Tôn không có thủ trước, hay có chỗ thuyết pháp đều không được thủ trước. Thiện trụ ý hỏi, không nắm giữ những gì? Văn Thù đáp, này thiên tử, đó là chẳng thủ sắc là thường hay vô thường, cho đến chẳng thủ thọ tưởng hành tức là thường hay vô thường, chẳng thủ nhãn là thường hay vô thường, cho đến chẳng thủ nhĩ tỷ thiệt thân ý là thường hay vô thường, chẳng thủ sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng thủ tham dục sân khỏe ngu si, chẳng thủ điên đảo, cho đến tất cả pháp đều chẳng thủ, mà cũng chẳng xả, chẳng hợp, chẳng lìa. Này thiên tử, nếu thủ trước ca sa thì nên biết họ có kiến chấp lớn, vì thế nên tôi nói chẳng cho thủ trước ca sa mà được thanh tịnh và được giải thoát. Vì sao? Bởi đối với đại bồ đề của chư Phật Thế Tôn không có ca sa. Bạch đại sĩ, pháp gì là ca sa? Này thiên tử, ngài hỏi pháp gì là ca sa? Chính nó tham dục là ca sa, sân khỏe là ca sa, ngu si là ca sa, nhân là ca sa, kiến là ca sa, danh sắc là ca sa, vọng tưởng là ca sa, chấp trước là ca sa, thủ tướng là ca sa, ngữ ngôn là ca sa. Như vậy cho đến hí luận tất cả các pháp là ca sa cả. Nếu biết các pháp không có thiện bất thiện, không tư không niệm, thì gọi là không có ca sa. Nếu không ca sa thì vô sở hữu, nếu vô sở hữu thì không cấu được, nếu không cấu được thì không chướng ngại, nếu không chướng ngại thì không có tác. Đây gọi là suy lượng. Thiện trụ ý hỏi, được gọi là suy lượng, vậy suy lượng ấy vì sao gọi là suy lượng? Văn Thù đáp, này thiên tử, suy lượng ấy đối với pháp bình đẳng, không tăng, không giảm, không có tác bất tác, đây gọi là suy lượng. Này thiên tử, nếu có thể đối với các pháp không làm tăng giảm, chẳng nên lại khởi tưởng niệm phân biệt, đúng như lời Đức Phật dạy thì gọi là suy lượng vậy. Bạch đại sĩ, những gì gọi là chẳng làm tăng giảm? Này thiên tử, quá nơi bình đẳng, quá bình đẳng rồi pháp chẳng thể nắm bắt, đó là quá khứ chẳng thể nắm bắt, vị lai chẳng thể nắm bắt, hiện tại chẳng thể nắm bắt, pháp ấy chẳng phải như không có tăng giảm làm, không có cái ngã cho là ta làm, không tha nhân làm, không chúng sinh làm, không thọ mạng làm, không có đoạn làm, không có thường làm, không có phân biệt ấm nhập giới làm, không có phân biệt Phật pháp tăng làm, cũng không có quan niệm trì giới làm, phá giới làm, phiền não làm, thanh tịnh làm, đắc quả làm, tu đà hoàng làm, tu đà hàm làm, a na hàm làm, a la hán làm, bích chi phật làm, cho đến không có quan niệm là cái không làm, là vô tướng làm, là vô nguyện làm, là minh giải thoát làm, là ly dục làm. Như vậy này tiên tử, đây đều là vì kẻ vô văn phẩm phu ấy mà tư lương phân biệt nói pháp này thôi. Thiên tử cần phải biết,
Đây là người tối hệ, ngu si, con muốn đắc pháp, hư vọng thụ trước. Nên Đức Như Lai vì đoạn trừ sự chấp trước của họ, mà diễn nói sự tư lương phân biệt tác bất tác ấy. Thiên tử thiện rủ ý khen Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Lành thay, đại sĩ hay nói pháp môn sâu xa như vậy. Đức Phật cũng khen Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. Lành thay, Văn Thù sẽ lợi. Nếu ông có thể tuyên nói như vậy. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi lại nói với thiên tử thiện rủ ý. Này thiên tử, nếu có người đến tôi cầu xuất gia, tôi sẽ dạy họ rằng, nay thì nam, nay, nếu ông chẳng thọ giới của túc, tôi gọi là chân xuất gia. Thiên trụ ý hỏi, vì sao lại nói như vậy? Văn Thù sẽ lợi nói, này thiên tử, vì Đức Phật dạy chỉ có hai hạng thọ pháp cụ giới, một là thọ giới chánh bình đẳng, hai là thọ giới tà bất đẳng. Trong đây những gì là giới tà bất đẳng? Nghĩa là rơi vào ngã kiến, rơi vào nhân kiến, rơi vào chúng sinh kiến, rơi vào tọa mạng kiến, rơi vào sĩ phu kiến, rơi vào đoạn kiến, rơi vào thường kiến, rơi vào tà kiến, rơi vào kiêu mạn, rơi vào ham muốn, rơi vào sân giận, rơi vào ngu si, rơi vào dục giới, rơi vào sắc giới, rơi vào vô sắc giới, rơi vào thủ trước phân biệt. Này thiên tử, đây là lược nói rơi vào trong tất cả pháp bất thiện. Theo kẻ ác tri thức vọng chấp lấy tất cả pháp, rơi vào nơi chẳng hiểu biết sự giải thoát cốt yếu nhất. Đây gọi là thọ giới tà bất đẳng. Này thiên tử, trong đây thế nào là thọ giới chánh bình đẳng? Không là bình đẳng, vô tướng là bình đẳng, vô nguyện là bình đẳng. Nếu có thể nhập ba môn giải thoát như vậy, giác tri như thật, chẳng phân biệt, chẳng tư niệm, đối với tất cả pháp không có thoái chuyển, đây gọi là thọ giới chánh bình đẳng. Lại nữa này thiên tử, nếu tham dục phát, nếu sân khỏe phát, nếu ngu si phát, nếu ái vô minh phát, ngã kiến phát, lấy ngã kiến làm căn bản đến 62 kiến phát, 3 tà hành phát, 4 điên đạo phát, cho đến 8 tà, chánh phiền não, 10 nghiệp đạo bất thiện phát, nên gọi là thọ chánh giới vậy. Ví như tất cả chủng tử, cỏ, cây, rừng, bụi đều nương nơi đại địa mà được sinh trưởng, đất ấy bình đẳng, không có tâm niệm làm như vậy. Cũng vậy trong Phật Pháp, nếu thọ chánh giới thì thành tựu cụ túc. Này thiên tử, nếu tất cả chúng chủng tử cỏ cây, nương đại địa được hiện hữu tồn tại, mà được tăng trưởng như chủng tử giới kia, cũng là như vậy. Phải nên như vậy mà thọ cụ chánh giới. Vì sao? Vì an trụ nơi giới mà đạo Pháp được tăng trưởng, là như chủng tử tăng trưởng được gọi là thành tựu. Như vậy vì an trụ nơi giới nên tất cả pháp trợ bồ đề phần xuất sinh tăng trưởng nên gọi là thành tựu. Này thiên tử, đây là chư Phật Thế Tôn, tất cả thanh văn quá khứ, vị lai, hiện tại, tất cả thanh văn thọ chánh giới vậy, đó được gọi là nhập vào ba môn giải thoát ấy, nơi mà tất cả hí luận ngữ ngôn dứt diệt. Này thiên tử, phải biết nếu người có thể thọ cụ giới như vậy, thì gọi là thọ chánh giới, chẳng phải chẳng chánh giới. Này thiên tử, nơi tôi lại đối với người xuất gia như vậy, thọ cụ như vậy mà dạy họ. Các thiện nam, nếu nơi ông có thể chẳng trì cấm giới, thì chính là chân thật thọ trì. Thiện trụ ý hỏi, vì ý nghĩa gì lại nói vậy? Văn Thù đáp, này thiên tử, vì tất cả pháp đều không có chỗ chấp giữ, nên không chủ trì. Có sao riêng nơi giới này mà có trì? Này thiên tử, nếu giới có thể trì, thì là trì nên ba cõi. Này thiên tử, ý ông thế nào? Lấy gì làm giới? Bạch đại sĩ, nếu có thể đầy đủ, ba la đề mộc xoa, thì gọi là giới. Này thiên tử, thế nào gọi là ba la đề mộc xoa? Bạch đại sĩ, đó là trì thân và khẩu ý, ba nghiệp đầy đủ thì gọi là ba la đề mộc xoa. Này thiên tử, ý thiên tử thế nào? Nay đang là hiện tiền, và nơi nào hiện hữu tân nghiệp có thể tạo tác ấy? Như vậy, phải chăng quá khứ và vị lai cũng không có hữu tác, bởi chúng đều vô tác, nên không có hình tượng tướng mạo để có thể khẳng định là có, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc trong suốt như pha lê.
Bạch đại sĩ, đều không như vậy. Này thiên tử, đó gọi là vì, gọi là gì và nói thế nào? Bạch đại sĩ, nó gọi là vô vi, thật không thể nói vậy, cho đến ý tác cũng lại như vậy. Này thiên tử, ý thiên tử thế nào? Vô vi kia có thể làm hữu vi được chăng? Bạch đại sĩ, không. Này thiên tử, nếu nói giới học tăng thượng, tâm học tăng thượng, tuệ học tăng thượng, đó là học thực tế và nên biết, vì không chủ trì nên nói tuệ học tăng thượng, vì không đối tượng biết nên nói tâm học tăng thượng, vì không đối tượng thấy nên nói tuệ học tăng thượng. Vì tâm không phân biệt, chẳng ước niệm, chẳng sinh khác lạ, nên gọi là tâm học tối thượng, giới học và tuệ học cũng vậy. Này thiên tử, nếu chẳng được tâm thì chẳng niệm giới, nếu không niệm giới thì chẳng tư tuệ, nếu chẳng tư tuệ thì không còn khởi tất cả nghi hoặc, nếu không nghi hoặc thì chẳng trì giới, nếu chẳng trì giới thì gọi là chân thật trì giới. Này thiên tử, người trì giới ấy thì không chỗ mong muốn, vì không mong muốn thì không thoát hoàn, vì không thoát hoàn thì thanh tịnh, vì thanh tịnh nên giải thoát, vì giải thoát nên tinh tấn, vì tinh tấn nên vô lậu, vì vô lậu nên an trụ chánh hạnh, vì trụ chánh hạnh nên không tượng mạo, vì không tượng mạo nên tức là hư không. Vì sao? Vì hư không kia không có hình mạo vậy. Vì thế nên, này thiên tử, nếu có người học được như vậy là chẳng học, vì vô học nên là chân học. Ở chỗ nào học là không chỗ học, thế nào không có chỗ, đó là hư không bình đẳng. Nếu có thể chánh trụ hư không bình đẳng thì gọi là chân trụ giới học. Lại nữa này thiên tử, nếu là người có thể xuất gia như vậy, có thể thọ cụ túc như vậy, tôi sẽ dạy họ như vậy. Này thì nam, là nếu ông có thể lãnh thọ cúng dường của tất cả đàn việc trong tam thiên đại thiên thế giới, mà ở trong ấy chẳng khởi phân biệt, chẳng nghĩ báo ân, thì mới gọi là thanh tịnh trì giới. Thiền trụ ý hỏi, vì sao lại nói như vậy? Văn thù sẽ lợi, vì này thiên tử, nếu người nắm lấy kẻ thí, kẻ thọ và tài vật, ba sự đó là báo ân. Là nếu thấy, nếu tư duy, nếu phân biệt ba sự ấy, đó là báo ân. Còn nếu chẳng nắm lấy, chẳng thấy, chẳng tư duy, chẳng phân biệt ba sự ấy, thì có gì báo ân được? Vì sao? Vì báo ân như vậy từ xưa tới nay, rốt ráo thanh tịnh. Này thiên tử, nếu là người nắm lấy, nếu thấy, nếu tư duy, nếu phân biệt, nếu nhớ nghĩ báo ân, thì là phàm phu chứ chẳng phải A-la-hán. Vì hàng phàm phu trong tất cả thời gian luôn thủ trước, tư lương phân biệt. Đây thọ nhận, kia ban cho, kia nhơ đây sạch, do phân biệt mà có báo ân. Thế nào là báo ân? Đó là hàng phàm phu, ở trong cõi sinh tử thấy, lấy thân đời sau, nên ở nơi kia muốn làm sự báo ân. Này thiên tử, hàng A-la-hán chẳng thọ thân sau, cơ cánh chẳng thấy, chẳng tư lương, chẳng phân biệt, không có đây kia, chẳng còn thọ thân, thì sẽ ở chỗ nào để báo ân? Này thiên tử, nếu thọ người thế, nên hành ba sự thanh tịnh rồi sau mới thọ. Những gì là ba sự thanh tịnh? Một, chẳng thấy tha nhân, tức không người thế. Hai, chẳng thấy tự thân, tức không người thọ. Ba, chẳng thấy tài vật, tức không có sự bố thí. Này thiên tử, ba sự thanh tịnh như vậy là cứu cánh thanh tịnh. Thanh tịnh như đây thì còn cần gì báo ân? Do nghĩa này mà tôi nói rằng, nếu thọ lãnh đồ thí của tất cả đàn việt trong tam thiên đại thiên thế giới, mà chẳng phân biệt, chẳng nghĩ báo ân, người này được gọi là phước điền chân thật thù thắng ở thế gian, là chân xuất gia, là tịnh trì giới. Lại nữa này thiên tử, tôi làm cho người ấy xuất gia như vậy, trì giới như vậy, tôi sẽ còn dạy họ. Này thì nam, nay nếu ông có thể chẳng hành A Lăng Nhã, chẳng ở tụ lạc, chẳng ở gần, chẳng ở xa, chẳng ngồi một mình, chẳng ở trong đại chúng, chẳng nói nhiều, chẳng nín lặng, chẳng khất thực, chẳng thọ thỉnh, chẳng dùng y phấn tảo, chẳng nhận y bát của người, chẳng ăn nhiều, chẳng ở tiểu dục, chẳng cầu nhiều, chẳng truy túc,
chẳng ngồi dưới gốc cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng uống thuốc đã quá hạn, chẳng dùng thịt và tô lạc. Này Thiền Nam, nếu ông đối với tất cả hành Đầu Đà chẳng khởi phân biệt, hành như vậy thì gọi là hành viên mãn hành Đầu Đà. Vì sao? Vì nếu dùng ghi nhớ phân biệt để hành, tức là ngã mạn, nơi tâm còn thấy có các tướng. Này Thiên Tử, nếu thực hành như vậy, tất sẽ suy nghĩ, tôi thọ y phấn tảo, tôi cất thực, tôi ở dưới cây, tôi ngồi chỗ trống, tôi hành a la nhã, tôi uống thuốc đã quá hạn, tôi thiểu dục, tôi tri túc, tôi hành Đầu Đà. Nếu thấy có, thật không có sự kiện đó. Này Thiên Tử, nếu là người chánh hành thì chẳng sinh niệm tưởng như vậy. Vì sao? Vì người này không có tất cả phân biệt vậy. Người này chẳng còn thấy có ngã, huống là có thấy công đức Đầu Đà. Vì lẽ ấy nên, này Thiên Tử, nếu có người hành hạnh Đầu Đà mà chẳng ghi nhớ, chẳng phân biệt, như vậy thì tôi cho là chân Đầu Đà. Vì sao? Vì người như vậy thì phủi bỏ tham dục, sân khỏe, ngu si, phủi bỏ ba cõi, phủi bỏ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, tôi nói là chân Đầu Đà. Vì sao? Vì Đầu Đà ấy chẳng giữ, chẳng bỏ, chẳng tư, chẳng niệm, chẳng tu, chẳng hành, phi pháp. Vì thế nên tôi nói là chân Đầu Đà. Lại nữa này Thiên Tử, tôi làm cho người ấy xuất gia như vậy, thực hành như vậy rồi, tôi sẽ dạy họ. Này nếu ông có thể quán, có thể chẳng quán bốn thánh đế, chẳng tu bốn niệm xứ, chẳng tu bốn danh cần, chẳng tu bốn ý túc, chẳng tu năm căn, năm lực, chẳng tu bảy giác phần, tám tánh đạo, cho đến chẳng tu 37 pháp trợ bồ đề phần, chẳng chứng ba môn giải thoát. Vì sao? Vì thánh đế ấy nhập vào tướng vô sinh, không thể nhớ biết, chẳng thể tu chứng. Vì sao? Vì trong vô sinh, thế nào nói là chứng? Vì thế nên tôi nói, luận về niệm xứ là chẳng niệm, chẳng tư, tất cả pháp nên gọi là niệm xứ. Này Thiên Tử, nếu tỳ kheo chẳng trụ dục giới, chẳng trụ sắc giới, chẳng trụ vô sắc giới, thì gọi là tỳ kheo chẳng trụ nơi bốn niệm xứ, mà tu bốn niệm xứ. Thế nào là tư tu? Như trên kia nói, chẳng tư, chẳng tu thì gọi là tư tu. Và theo thứ lớp như vậy cho đến 37 pháp phần Bồ Đề, nên biết như vậy. Này Thiên Tử, nếu thiền hành tỳ kheo ấy, đối với tất cả pháp đều vô sở đắc, vì vô sở đắc nên chẳng tư niệm, chẳng phân biệt, chẳng tu, chẳng chứng. Vì sao? Vì các pháp ấy chỉ có danh tự thôi, như 37 pháp trợ Bồ Đề. Dù có danh tự mà chẳng thể nắm bắt, chỉ do nhân duyên, phân biệt mà sinh, là nhất tướng, vô tướng. Do danh tự như vậy nên nói như vậy, lời nói ấy cũng không, nên dù cho danh tự chứng biết mà trọn chẳng thể nắm bắt, đây gọi là như thật giác tri 37 pháp trợ Bồ Đề. Bạch Đại Sĩ, thế nào gọi là thiền hành tỳ kheo? Này Thiên Tử, nếu tỳ kheo ấy đối với tất cả pháp chỉ lấy một hạnh, rồi tùy thuận một tục mức, nghĩa là vô sinh, đây gọi là thiền hành, lại không có một pháp để nắm lấy, đây gọi là thiền hành. Chẳng lấy pháp gì, đó là chẳng lấy đời này, đời kia, chẳng nắm bắt ba cõi cho đến chẳng nắm bắt tất cả pháp, bình đẳng như vậy thì gọi là thiền hành. Này Thiên Tử, như thiền hành ấy cho đến không có một pháp tương ưng, không hợp, không tán, đây là thiền hành. Bây giờ trong pháp hội có đa số vô lượng trong ngàn chúng sinh đều nghi ngờ. Nay Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói như vậy, làm sao tương ưng với lời của Đức Phật đã dạy? Vì sao? Vì như Đức Thế Tôn thường nói, nếu người nhập được ba môn giải thoát thì gọi là Niết Bàn. Đức Thế Tôn lại nói, nếu ai hay tu tập 37 pháp trợ Bồ Đề thì có thể chứng Niết Bàn. Nhưng nay Bồ Tát Văn Thù xin lỗi lại bảo, chẳng nên tu 37 pháp trợ Bồ Đề, cùng chớ nhập ba môn giải thoát. Có phải Văn Thù xin lỗi vọng thuyết ư? Biết sự nghi ngờ của các tỳ kheo và đa số chúng hội, Bồ Tát Văn Thù xin lỗi liền nói với Tôn giả Xá Lợi Phất, Này Tôn giả rất nên chứng tín. Đức Phật nói Tôn giả là bậc trí tuệ đệ nhất. Này Tôn giả, ý Tôn giả thế nào? Nơi đâu mà Ngài được bậc chứng được
pháp ly dục. Đương lúc chứng ấy, lẽ nào chẳng thấy bốn thánh đế ư? Tôn giả Xá Lợi Phất đáp, chẳng có. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi, lẽ nào chẳng tu 37 phẩm trợ bồ đề? Tôn giả đáp, chẳng có. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi, lẽ nào chẳng nhập ba môn giải thoát? Tôn giả đáp, chẳng có. Thưa đại sĩ, lúc ấy đối với tôi, cho đến không có một pháp có thể thấy, có thể trừ, có thể tu, có thể chứng, có thể tuyển trạch được. Vì sao? Vì tất cả pháp vô vi, vô sinh, vô ngôn đều là không. Nếu đã là không thì có gì để chứng đắc được? Lúc nói pháp này, trong chúng có 30,000 tỳ kheo, đối với pháp các lậu đều được đoạn tận, tâm được giải thoát vô ngại. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 105, Hán dịch Đời Tùy, Tam Tạng Đạt Ma Cấp Đa, người sơ tiên trúc. Pháp hội 36, Thiên Tử Thiện Trụ Ý, phần 4, phẩm 7, Phá Tướng Nhị Thừa, phần 2. Lúc bấy giờ, Thiên Tử Thiện Trụ Ý khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, lành thay, thưa đại sĩ, nay đại sĩ chân thật không thông biện lợi trí, khéo nói không những sâu xa như vậy. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, này Thiên Tử, tôi chẳng phải thông biện lợi trí như vậy. Luận về lợi trí là của tất cả phàm phu trẻ con kia. Vì sao này Thiên Tử? Vì phàm phu mới gọi là lợi trí. Những gì là lợi trí? Đó là địa ngục lợi trí, súc sinh lợi trí, ngạ quỷ lợi trí, diêm ma lợi trí. Cho đến ba cõi tất cả lợi trí, tương ứng chấp trước như vậy được gọi là lợi trí. Vì sao? Vì chẳng biết khoảng đầu của sinh tử phiền não, do đây mà các phàm phu chấp trước lợi tham dục, chấp trước lợi sân khỏe, chấp trước lợi ngu si, cho đến tụ trước tương ứng với các kiến chấp danh sắc, nên gọi là lợi trí. Chẳng phải nói chư Phật Thanh Văn Chuyên Giác Bồ Tát đắc nhận có lợi trí như vậy, mà ở đây được gọi là lợi trí thủ tướng của tất cả phàm phu. Thiên tử Thiện Trụ Ý nói, bạch đại sĩ, phải chăng này nay đại sĩ muốn hiển bày trí ư? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, chẳng có. Thiên Tử Thiện Trụ Ý hỏi, ngài muốn tùy hành ư? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, chẳng có. Thiên Tử Thiện Trụ Ý hỏi, ngài muốn tùy văn cứu ư? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, đúng như vậy, này Thiên Tử, tôi do nơi tự cứu. Thiên Tử Thiện Trụ Ý hỏi, bạch đại sĩ, nay có chi mà đại sĩ nói như vậy? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, này Thiên Tử, dù các Bồ Tát đối với một chữ, một câu chưa bao giờ di động, nhưng đều như thật biết rõ các nghĩa môn xa gần sâu cạn của chữ của câu ấy. Đó là biết chỗ không, chỗ vô tướng, chỗ vô nguyện, biết chỗ viễn ly, chỗ vô sở hữu, chỗ vô sinh, chỗ như như, mà ở trong ấy không có thọ, không có tác, không có giải, không có tri. Do đó mà được nói là duy tự cứu. Đức Thế Tôn khen, lành thay, Văn Thù Xá Lợi, nay ông vì đã được Đà La Ni nên mới phân biệt nói được như vậy. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bạch, bạch Thế Tôn, con thật ra chẳng được Đà La Ni ấy. Vì sao? Vì nếu có ai được Đà La Ni ấy thì gọi là hàng phàm phu ngu si, mà chẳng phải chư Phật Thế Tôn và các Bồ Tát được Đà La Ni. Vì sao? Vì bạch Thế Tôn, các chúng sinh phàm phu ngu si ấy có thủ trước nên có được Đà La Ni. Thủ trước những gì? Đó là thủ trước ngã mà được Đà La Ni, thủ trước nhân mà được Đà La Ni, thủ trước thọ mạng mà được Đà La Ni, thủ trước trượng phu mà được Đà La Ni, thủ trước đoạn diệt mà được Đà La Ni, thủ trước thường hằng mà được Đà La Ni, thủ trước tham dục mà được Đà La Ni. Thủ trước sân khỏe mà được Đà La Ni, thủ trước ngu si mà được Đà La Ni, thủ trước vô minh mà được Đà La Ni, thủ trước hữu ái mà được Đà La Ni, thủ trước thân kiến mà được Đà La Ni, thủ trước ngũ ấm mà được Đà La Ni, thủ trước 12 nhập mà được Đà La Ni, thủ trước 18 giới mà được Đà La Ni, thủ trước ức niệm mà được Đà La Ni, thủ trước phân biệt mà được Đà La Ni, thủ trước 62 chấp kiến mà được Đà La Ni. Như thế cho đến thủ trước tất cả các hành mà được Đà La Ni. Vì lẽ này nên phàm phu được Đà La Ni. Vì sao mà nếu là pháp bị ngu si ấy thủ trước là sở đắc của phàm phu mà chẳng phải cho Phật chứng đắc?
chẳng phải Thanh Văn chứng đắc, chẳng phải Bích Chi Phật chứng đắc, chẳng phải Bồ Tát chứng đắc. Do nghĩa ấy nên chưa có phàm phu kia được Đà La Ni. Vì sao vì phàm phu kia? Do vì ngu si mà nói có thù đắc, mà chẳng phải chư Phật Bồ Tát. Thiên tử thiện trụ ý là bạch Văn Thù Sư Lợi. Bạch đại sĩ, nếu đại sĩ chẳng đắc Đà La Ni, không xa vào địa vị ngoan đồn kia ư? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, đúng vậy này thiên tử, tôi chân thật ngoan đồn. Vì sao? Vì luận về ngoan đồn là vô sở tri, chỗ sở hành của tôi chẳng thể biết được. Vì thế nên tất cả chư Phật và Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều xa vào ngoan đồn mà chẳng phải phàm phu. Vì sao? Vì tất cả phàm phu không ở tại trong số ngoan đồn. Các bậc trí giả khác đều trụ vào ngoan đồn. Như Tu Đà Hoàng, vì chướng ngại hành nên tâm tham dục hành còn không xa vào trong số ngoan đồn, huống là các phàm phu ngu si mà chẳng phải trong số vậy. Vì thế nên, này thiên tử, tôi là ngoan độn, tôi chẳng được Đà La Ni. Vì sao? Vì cho đến một pháp, tôi chẳng có chỗ đắc. Đức nói pháp này, trong đại chúng có 500 tỳ kheo. Nghe pháp như vậy chẳng thể tính thọ, sinh tâm khủng bố, khởi lòng phỉ báng bỏ đi. Họ liền tự thấy thân mình rơi vào đại địa ngục. Tôn giả Sa Lợi Phất nói với Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi, Bồ Tát nên thôi, cho nói kinh điển sâu xa như vậy. Vì sao? Vì trong hội này, có 500 tỳ kheo nghe pháp môn ấy chẳng thể tính thọ, khởi lòng phỉ báng liền tự thấy thân mình ở đại địa ngục. Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi nói với Tôn giả Sa Lợi Phất, này Tôn giả, chẳng nên vọng sinh phân biệt. Vì sao? Vì cho đến không có một pháp đọa địa ngục, với tất cả các pháp vô sở sinh. Này sao Tôn giả bỗng bảo tôi, thôi chớ tuyên pháp môn ấy? Này Tôn giả, nếu có thiện nam, thiện nữ, nương nơi ngã kiến, nương nơi nhân kiến, nương nơi chúng sinh, nương nơi thọ mạng kiến, nương nơi các kiến chấp, thì dù có trọn đời cúng dường, tất cả bảo vật đồ dùng cho chư Phật và tỳ kheo tăng, mà chẳng được nghe pháp sâu xa này, thì chọn chẳng giải thoát mọi chướng niết bàn. Đó là có người nghe tôi nói pháp thầm thâm, không, vô tướng, vô nguyện, vô tác tịch tỉnh, vô sinh, vô diệt, vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ mạng, vô thường, khổ, vô ngã. Họ nghe rồi không tính thọ phỉ báng mà đọa địa ngục. Nhưng này Tôn giả, vì họ được nghe pháp sâu xa, nên dù đọa địa ngục sau khi ra khỏi địa ngục, mau được niết bàn. Nên có thiện nam thiện nữ nào, tuy cúng dường các đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến giác, nhiều như số các sông Hằng, nhưng vì thụ trước ngã, không được nghe pháp sâu xa như vậy, cuối cùng không được giải thoát mọi chỗ niết bàn. Đức Phật khen, lành thay, lành thay, đúng như lời của Văn Thù Sư Lợi. Nếu ai được nghe kinh điển sâu xa này, thì cũng như được gặp Đức Phật xuất thế. Vì sao? Vì người muốn chứng quả, chứng tu đà hoàng quả, cần phải do kinh này. Người muốn chứng tu đà hàm, a na hàm và a la hán cần phải nghe kinh này. Vì sao? Vì chẳng chấp ngã mới chứng được pháp. Vì lúc chứng pháp không có sợ kiến, không có sợ đắc vậy. Đức Thích Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông nên biết 500 tỳ kheo ấy, dù đọa địa ngục, sau này ra khỏi địa ngục, họ mau chứng niết bàn, chẳng phải kẻ phàm phu ngu si kia, chìm nơi kiến chấp xa vào lòng chúng, lòng nghi, cúng dường Như Lai, có thể được giải thoát. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy còn nhân nghe pháp sâu xa này, ngày sau sẽ được giải thoát một chỗ niết bàn. Chẳng phải người khác mới được giải thoát. Vì sao? Vì chẳng được nghe pháp sâu xa này vậy. Này Xá Lợi Phất, nếu thiện nam, thiện nữ được nghe pháp môn sâu xa này một lần qua tai, dù họ chẳng tính thọ, bị đọa địa ngục, nhưng sẽ mau được giải thoát. Còn kẻ chấp kiến bị đọa địa ngục thì chưa giải thoát được. Phẩm 8. Phá tướng phàm phu. Bây giờ thiên tử thiện trụ ý là bạch Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bạch đại sĩ, nơi đại sĩ có hứa cho tôi tu phạm hạnh chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, này phải này thiên tử, nếu nay thiên tử có thể chẳng nghĩ tác cầu, chẳng nghĩ tiếng thú, thì tôi sẽ hứa cho thiên tử tu phạm hạnh. Bạch đại sĩ nói như vậy là có nghĩa gì? Này thiên tử, nếu hữu vi tạo tác có thể gọi phạm hạnh, nếu vô vi tạo tác thì có
gì gọi là phạm hạnh. Là nếu có thấy được có thể gọi là phạm hạnh, nếu không thấy được thì có gì gọi là phạm hạnh. Bạch đại sĩ, nay lẽ nào đại sĩ không phạm hạnh ư? Này thiên tử, đúng như vậy, tôi không phạm hạnh. Vì sao? Vì xét về phạm hạnh thì chẳng phải phạm hạnh, vì chẳng phải phạm hạnh nên tôi gọi phạm hạnh. Thiên tử thiện rủi khen, lành thay, bạch đại sĩ có đầy đủ, ưa nói biện tài hay thiên nói vô ngại như vậy? Bồ Tát Phân Thù Sư Lợi nói, này thiên tử, nếu tôi có đủ vô ngại biện thì thành chướng ngại, vì sao vì phàm phu đắm trước ngã và ngã sợ đều do phân biệt? Vì tất cả phân biệt không gì chẳng phải là chướng ngại vậy. Này thiên tử, này nếu thiên tử có thể giết chết tất cả chúng sinh mà chẳng cầm dao, chẳng cầm gậy, chẳng nắm tảng, chẳng nắm khối để hành sự, thì tôi sẽ đồng cùng với ông tu phạm hạnh. Bạch đại sĩ, là do nghĩa gì mà đại sĩ nói như vậy? Này thiên tử, nói là chúng sinh ấy, ý thiên tử thế nào? Bạch đại sĩ, thế thôi thì chúng sinh ấy và cho đến tất cả, chỉ có danh tự vì đều là tưởng chấp thôi. Này thiên tử, vì thế nên tôi nói, này thiên tử, phải cần giết hại ngã tưởng, giết hại nhân tưởng, giết hại chúng sinh tưởng, giết thọ mạng tưởng cho đến diệt trừ tưởng danh tự phải giết hại như vậy. Bạch đại sĩ, nên dùng dụng cụ gì để giết hại? Này thiên tử, tôi thường dùng cho bén trí tuệ ấy để hành sát. Lúc hành sát nên cầm dao trí tuệ như vậy, nên giết như vậy, nhưng cũng không có ý tưởng cầm nắm và giết hại. Do nghĩa này, nên thiên tử phải khéo biết giết hại ngã tưởng và chúng sinh tưởng. Đây gọi là chân thật sát hại tất cả chúng sinh. Được như vậy, tôi sẽ hứa cho thiên tử phạm hạnh. Này thiên tử, nơi tôi là bảo rằng, nếu thiên tử tu hành mười ác nghiệp đạo, thiên tử lại hay thành tựu pháp đen, trượt cấu uế, bỏ mười thiện nghiệp, phá hoại ly tán pháp trong trắng thanh bạch, thì tôi sẽ cùng thiên tử tu phạm hạnh. Bạch đại sĩ, do nghĩa gì mà đại sĩ nói như vậy? Này thiên tử, tất cả những nhiễm trượt thanh bạch đều bình đẳng. Giới bình đẳng ấy, tôi được đồng với phạm hạnh của thiên tử. Này thiên tử, ý thiên tử thế nào? Thiên tử lấy pháp gì làm nhiễm trượt bình đẳng? Bạch đại sĩ, do chẳng tham, chẳng làm, chẳng thoái thất, chẳng chuyển đọ, đây gọi là nhiễm trước bình đẳng. Này thiên tử, là do pháp gì mà thanh bạch bình đẳng? Bạch đại sĩ, do như pháp tánh và cùng thực tế ba môn giải thoát, đây là thanh bạch bình đẳng. Này thiên tử, như tôi khiến thiên tử ở trong chân pháp giới đầy đủ tu hành xoay vòng qua lại, sự ấy có được chăng? Bạch đại sĩ, chẳng được. Vì lẽ nên, này thiên tử, tôi nói nhiễm trượt thanh bạch tất cả bình đẳng, rồi sao mới có thể cùng tu phạm hạnh? Này thiên tử, nay nếu thiên tử có thể tay nắm người đáng chết, rồi cầm dao bén chém đầu người ấy, tôi sẽ hứa cho thiên tử phạm hạnh như vậy. Bạch đại sĩ, do nghĩa gì mà đại sĩ lại nói như vậy? Này thiên tử, kẻ đáng chết là ai? Cái gì là cái đầu? Ai có thể thực hành việc sát hại? Này thiên tử, cần phải giết tham dục, sân khỏe, ngu si, cho đến cần phải giết những ngã mạn, tật đố, kia dối, xiềng khúc, chấp trước, thủ tướng và thọ tưởng. Đây là những kẻ đáng giết. Này thiên tử, nếu người nhất tâm chuyên tinh tự thủ, lúc tâm tham dục phát khởi liền phải hay biết phương tiện trừ tan nó, khiến trở lại tịch tỉnh, trừ tan nó thế nào? Nên suy nghĩ như vậy. Đây là không là bất tịnh, tìm chỗ sinh diệt của tâm dục ấy, từ đâu đến, đi đến đâu, trong đấy ai nhiễm, ai thọ nhiễm, gì là pháp nhiễm. Quan sát như vậy, chẳng thấy chủ thể bị nhiễm, chẳng thấy đối tượng để nhiễm, chẳng thấy sự nhiễm, vì chẳng thấy nên không có nắm giữ, vì không nắm giữ nên không có xả bỏ, vì không xả bỏ nên không có thọ, chẳng xả chẳng thọ, thì gọi là lìa. Dục tịch diệt niết bàn, cho đến tất cả tâm thọ cũng đều quan sát như vậy. Này thiên tử, phải biết pháp giết hại như vậy, liền giết liền sinh, nên được nói là lúc hành sát ấy
trước hết chặt đầu nó, đây là chân thật xác vậy. Vì ý nghĩa này nên tôi nói như vậy. Lại nữa này, Thiên Tử, nên nếu Thiên Tử có thể chống trái chư Phật hủy bán Pháp và Tăng, tôi sẽ đồng phạm hạnh với Thiên Tử. Bạch Đại Sĩ, nay sao Đại Sĩ lại nói như vậy? Này Thiên Tử, ý Thiên Tử thế nào? Lấy gì làm Phật? Bạch Đại Sĩ, nhìn như Pháp giới, tôi nói là Phật. Này Thiên Tử, ý Thiên Tử thế nào? Nhìn như Pháp giới có thể nhiễm trước chăng? Bạch Đại Sĩ, không được. Này Thiên Tử, vì nghĩa ấy mà tôi nói, nếu Thiên Tử có thể chống trái chư Phật thì tôi sẽ đồng phạm hạnh với Thiên Tử. Này Thiên Tử, ý Thiên Tử thế nào? Lấy gì làm Pháp? Bạch Đại Sĩ, lìa dục tịch tỉnh, tôi gọi là Pháp. Này Thiên Tử, ý Thiên Tử thế nào? Pháp tịch tịch ấy có thể nhiễm trước được chăng? Bạch Đại Sĩ, không được. Này Thiên Tử, vì nghĩa ấy mà tôi nói, nếu nay Thiên Tử có thể hủy bán chánh Pháp thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy. Này Thiên Tử, ý Thiên Tử thế nào? Lấy gì làm Tăng? Bạch Đại Sĩ, Pháp vô vi ấy gọi là Thánh Tăng. Như Đức Thế Tôn dạy rằng, tất cả thánh nhân do vô vi mà được tên, nên Pháp vô vi gọi là Thanh Văn Tăng. Này Thiên Tử, ý Thiên Tử thế nào? Pháp vô vi ấy có thể chấp trước được chăng? Bạch Đại Sĩ, không được. Này Thiên Tử, vì ý nghĩa ấy nên tôi nói, nếu nay Thiên Tử có thể phá hoại Thánh Tăng thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy. Này Thiên Tử, nếu người thấy Phật là họ trước Phật, thấy Pháp là chấp trước Pháp, thấy Tăng là chấp trước Tăng. Vì sao? Vì Phật Pháp Tăng chẳng thể nắm bắt. Nếu người chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng biết Tăng, thì người ấy chẳng trái Phật, chẳng hủy bán Pháp, chẳng phá Tăng vậy. Vì sao? Vì người ấy chẳng có được Phật Pháp Tăng. Này Thiên Tử, nếu người ái Phật, ái Pháp, ái Tăng, người ấy là nhiễm trước Phật Pháp Tăng. Phải biết nếu người nhiễm chẳng nhiễm trước Phật Pháp Tăng thì gọi là ly dục tịch diệt. Do nghĩa này mà tôi nói, nếu nay Thiên Tử chẳng nhiễm trước Phật Pháp Tăng thì tôi sẽ đồng phạm hạnh như vậy. Thiên Tử thiện trụ ý nói với Bồ Tát Văn Tù Xá Lợi: hy hữu, Đại Sĩ hay tuyên nói nghĩa lý sâu xa như vậy. Đối với Đại Sĩ, tôi lấy gì để báo ân? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói: Này Thiên Tử, cho báo ân. Thiên Tử thiện trụ ý nói: Bạch Đại Sĩ, làm sao không báo ân được? Văn Thù đáp: Này Thiên Tử, chẳng cần báo ân. Vì sao? Vì có thể chẳng báo ân như vậy tức là chẳng báo ân. Bạch Đại Sĩ, nói Đại Sĩ liệu có thể không báo ân chăng? Đúng như vậy, này Thiên Tử, tôi chẳng báo ân cũng chẳng phải là chẳng báo ân. Bạch Đại Sĩ, do nghĩa gì mà nói như vậy? Này Thiên Tử, kẻ phàm phu tạo nhiều sự, khởi nhiều kiến chấp làm nhiều hạnh. Bởi họ làm những kiến hạnh như vậy, nên họ nghĩ rằng tôi sẽ báo ân. Đây chẳng phải là người chánh hạnh. Người có chánh hạnh thì chẳng có chút gì để làm, hoặc làm hay chẳng làm. Người này trọn chẳng hề nói tôi nhớ báo ân. Lại nữa này Thiên Tử, người chẳng báo ân như Đức Phật Thế Tôn tuyên nói bình đẳng, nghĩa là tất cả pháp không có sở tác, không có chỗ làm, đều nhập vào bình đẳng, không có thoái chuyển, cũng không siêu việt, chẳng phải tự, chẳng phải tha, không có tác bất tác. Vì thế nên tôi không báo ân. Bạch Đại Sĩ, trụ chỗ nào mà nói như vậy? Trụ nhẫn mà nói hay trụ pháp mà nói? Này Thiên Tử, chỗ tôi trụ chẳng phải nhẫn, chẳng phải pháp. Bạch Đại Sĩ, thật trụ chỗ nào mà nói như vậy? Này Thiên Tử, tôi không chỗ trụ như thân hóa nhân. Tôi trụ như vậy. Bạch Đại Sĩ, hóa nhân ấy lại nương nơi đâu để trụ? Này Thiên Tử, như trụ, hóa nhân trụ như vậy. Này Thiên Tử, đúng, nếu là như vậy, sao Thiên Tử lại hỏi, an trụ tại chỗ nào? Là tại nhẫn hay tại pháp? Này Thiên Tử, vì thế nên tôi nói, nhẫn chỉ có danh tự không có chỗ trụ, pháp cũng như vậy, không có chỗ trụ, không có động, chuyển, cũng không có phân biệt.
Thiên tử nên biết tất cả các pháp đều không có chỗ trụ, mà nói chỗ trụ ấy là Đức Phật vì các chúng sinh mà nói. Vì sao? Như Đức Phật nói, Như Lai trụ trong pháp như như ấy, tất cả chúng sinh cũng như vậy trụ trong như như, ban đầu chẳng hề di động. Như chúng sinh như, tức là Như Lai như, Như Lai như, tức là chúng sinh như, chúng sinh và Như Lai không hai không khác. Bạch Đại Sĩ nói rằng Sa-môn-na ấy có nghĩa gì? Này Thiên tử, nó chẳng phải Sa-môn, chẳng phải Bà-la-môn thì gọi là chân Sa-môn. Vì sao? Vì họ chẳng trước dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nên gọi chân Sa-môn. Lời nữa này Thiên tử, nếu mắt chẳng lậu, tai mũi lưỡi thân và ý chẳng lậu, tôi gọi là chân Sa-môn. Này Thiên tử, nếu chẳng nương nơi thuyết, chẳng nương nơi chứng, chẳng nương nơi xứ sở, tôi gọi lại gọi là chân sa môn. Này Thiên tử, nếu không chỗ đi, không chỗ đến, không tổn, không hại, tôi lại nói là chân sa môn. Này Thiên tử, vì thế nên câu nói trên kia chẳng phải sa môn, chẳng phải bà la môn, tôi mới nói là chân sa môn. Thiên tử thiện đủ ấy khen Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Lành thay, thật chưa từng có, chỉ Bồ Tát như kim cang. Lời Bồ Tát tiên nói không có chương cú, cũng không có xứ sở, tâm đều liễu đạt, không có sót thừa. Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi nói, này Thiên tử, tôi chẳng can. Vì sao? Vì tôi tự phóng ý lòng, an nhu, nhẫn nên chẳng can. Bạch Đại Sĩ, nghĩ ấy thế nào? Này Thiên tử, tôi thả lỏng tâm nhập địa xứ thanh văn, cảnh duyên giác, nên gọi là phóng ý. Tôi lại thả lỏng tâm vào trong các trần lao sinh tử, mà cũng chẳng hề chán ghét, hòa hoại, phiền não, tham sân si, nên gọi là phóng ý. Thiên tử thiện trụ ấy lại khen Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Lành thay. Hy hữu đại sĩ, do trong quá khứ đã từng cúng dường cho Phật trong các cội đức lành, nên đại sĩ có thể tuyên nói vi diệu ấy. Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi nói, này Thiên tử, tôi không cúng Phật, không trồng cội lành. Vì sao? Vì tôi không hề thấy. Tuổi xưa đã qua, cũng chẳng biết vị lai sẽ làm. Dù có làm, cũng không có làm. Đối với các Phật Pháp, tôi chưa hề kiến lập. Thì sao lại hay trồng các cội công đức lành? Phẩm chính thần thông chứng thuyết. Bây giờ Thiên tử thiện trụ ý là Bạch Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Bạch Đại Sĩ, trước kia tôi có nghe nói như Huyễn Tam Muội xin Đại Sĩ thương mà hiển bày chánh tỏ ấy. Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi nói, này Thiên tử, Thiên tử muốn thấy nghe cảnh giới sâu xa của như Huyễn Tam Muội ư? Bạch Đại Sĩ, tôi thành tâm muốn thấy. Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi theo lời tỉnh cầu mà nhập như Huyễn Tam Muội. Liền nói mười phương hằng hà xa cõi Phật, tất cả cảnh giới tự nhiên hiện ra. Thiên tử thiện trụ ý thấy phương đông, hằng hà xa cõi Phật, trong ấy có nhiều sự việc, hoặc thấy chúng tỳ kheo xưng dương tuyên nói kinh điển như vậy, hoặc thấy cảnh tượng chúng tỳ kheo ni, cảnh tượng ưu bà tắc, ưu bà di, hoặc thấy đại phạm thiên vương, tiên đất tết, đại vương tứ thiên, hoặc thấy nhân gian chuyển luân thánh vương, hoặc thấy trời trồng, dạ xoa, cả thất bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già. Họ thấy tất cả điệu thú, hình mẫu, đẹp xấu đều nói pháp được. Như phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc, bốn góc, trên và dưới, tất cả mười phương đều có hằng hà sa cõi Phật, tất cả sự nghiệp cũng đồng hiển hiện. Như phương Đông không khác đều là do sức oai thần của Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Được thấy cảnh giới mười phương cõi Phật như vậy, Thiên tử thiện trụ ấy vui mừng hớn hở, chẳng từ kềm giữ được. Bây giờ, Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi thuộc Tam Muội dạy, Thiên tử thiện trụ ấy nhất tâm kính ngưỡng Bạch Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi. Bạch Đại Sĩ, vừa rồi thấy cảnh giới của vô lượng cõi Phật mười phương, Phật sự sai khác, mà đều diễn nói kinh điển sâu xa như đây cả. Bồ Tát Văn Thù Sơ Lợi hỏi, này Thiên tử, ý Thiên tử thế nào? Vừa rồi thấy tất cả cảnh giới mười phương cõi Phật có thể gọi là thật chăng? Thiên tử thiện trụ ý nói, Bạch Đại Sĩ, chẳng thật, tất cả đều là hư giả. Vì sao? Vì tất cả các pháp
vốn không có sinh dường, như huyễn hóa, khi giới thế gian, tất cả các pháp chuyển biến đổi dời không thường còn, đều là hư vọng hiện lên, gạn cùng thực tế của nó thì trọn chẳng có được. Nó vốn là chẳng tác, chẳng sinh, chẳng khởi, chẳng diệt. Bồ Tát Phân Thù Sẽ Lợi khen thiên tử thiện đủ ý. Lành thay, nay thiên tử, đúng như lời thiên tử nói. Lúc ấy trong đại hội có 500 Bồ Tát đã được 4 thiền, thành tựu 5 thần thông. Các Bồ Tát này y nơi thiền nhập xuất dù chưa được pháp nhẫn, nhưng không phỉ báng, do túc mạng thông. Các Bồ Tát này tự tác đời trước mình tạo nghiệp ác, hoặc giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, hoặc hủy phá tự viện Phật, phá pháp, phá tăng. Các vị thấy rõ ác nghiệp trước của mình như vậy, rất lo lắng, ăn năn, nơi pháp sâu xa chẳng chứng nhập được. Vì nặng lòng, phân biệt, chẳng quên tội ác trước nên chẳng thể được thân pháp nhẫn sâu xa. Vì muốn diệt trừ tâm phân biệt của 500 Bồ Tát ấy, Đức Thế Tôn nhiều ai thần cảnh giác Bồ Tát Phân Thù Sẽ Lợi, thu ai thần của Phật, Bồ Tát Phân Thù Sẽ Lợi đứng dậy, đỡ vai áo phải, tay cầm gươm bén tiến đến trước Phật, muốn làm sự nghịch hại. Đức Thế Tôn vội bảo Bồ Tát Phân Thù Sẽ Lợi, ông đứng lại, cho nên tạo nghịch chớ được hại Phật. Ta chắc bị hại là bị hại lành. Vì sao? Vì Phân Thù Sẽ Lợi, từ nào tới giờ không ngã, không nhân, không trường phu, chỉ là nội tâm thấy có ngã nhân. Lúc nội tâm khởi lên thì ông ấy đã là hại ta rồi. Liền gọi đó là hại. Nghe Đức Phật nói xong, 500 Bồ Tát đều suy nghĩ rằng, tất cả các pháp đều như huyễn hóa, trong ấy không có ngã nhân, chúng sinh, thọ mạng, không có trượng phu, không ma sô nà, không ma nô xà, không ma na bà, không cha, không mẹ, không A-la-hán, không Phật Pháp Tăng, không có nghịch, không người tạo nghịch, làm sao có đoạn nghịch. Vì sao? Vì nơi đây Bồ Tát Phân Thù Sẽ Lợi thông minh, thành đại trí tuệ siêu luân. Chư Phật khen ngợi là đã được pháp nhẫn vô ngại sâu xa, là đã từng cúng dường vô lượng trong ngàn ức na do thay chư Phật Thế Tôn. Nơi Phật Pháp khéo biết rành rẽ, hay nói pháp chân thật như vậy, đối với chư Phật Như Lai hết lòng cung kính, mà nay bỗng cầm gươm muốn bức hại Như Lai. Đức Phật vội bảo, đứng lại, Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi ông chớ hại ta. Nếu quyết hại đó thì phải hại lành. Vì sao? Vì trong ấy nếu có một pháp hòa hợp tập tụ, quyết định thành tựu, được gọi là Phật, là Pháp, là Tăng, là cha, là mẹ, là A-la-hán, chắc chắn có thể nắm lấy được thì chẳng nên diệt tận. Nhờ nay tất cả các pháp không thể thánh, không chân thật, hư vọng, điên đảo, chẳng phải có, là không như huyễn hóa. Vì thế nên trong ấy không người mắc tội, không tội bị mắc. Vì ai là người giết mà lại chịu tội khổ? Quan sát biết rõ như vậy rồi, 500 Bồ Tát ấy liền được vô sinh pháp nhẫn, tất cả đều vui mừng hớn hở, bay vút lên hư không, cao bằng 7 cây đa la, nói kệ tán thán. Các pháp như huyễn hóa đều do phân biệt khởi, trong ấy không sở hữu, tất cả pháp đều không. Điên đảo hư vọng tưởng, ngu si lòng chấp ngã, nhớ tội xưa của tôi, quá ác trong ác nghiệp. Quá khứ tạo đại nghịch, giết cha mẹ thánh nhân, pháp phá tháp chùa phá tăng, đó là cực ác nghịch. Do ác nghiệp trước ấy, tôi sẽ thọ khổ lớn, chúng tôi ngập lưới nghi, nghe pháp trường nghi hối. Thế Tôn nhổ tinh độc, phá tan lòng con nghi, con giác ngộ pháp giới, tội ác không thật có. Chư Phật phương tiện khéo, giỏi biết ý chúng con, phương tiện độ chúng sinh, giải trừ lưới nghi họ. Nơi nào có Phật Pháp và Tăng cũng đều không, cha mẹ vốn tự không, A-la-hán không tịch. Chỗ ấy không có giết, sao lại có nghiệp quả? Như huyễn không có sinh, các pháp tánh như vậy, Ngài Đại Trí Văn Thù sâu đạt pháp nguyên để từ tay cầm gươm bé đến bất hại thân Phật. Như gươm Phật cũng vậy,
Nhất tướng không có hai, vô tướng nên không sinh, trong ấy sao lại giết? Lúc nói pháp môn vi diệu cầm kiếm ấy, mười phương hằng hà xa cõi Phật chấn động sáu cách. Chư Phật mười phương lúc ấy hiện tiền thuyết pháp. Tỷ giả của các đức Phật ấy, mỗi vị ở trong chúng hội của mỗi cõi nước, từ chỗ ngồi đứng dậy, tác lễ bạch Phật mình. Bạch Thế Tôn, nay do thần thông ai đức của ai, và cả đại địa đều chấn động sáu cách. Chư Phật mười phương đều nói với thị giả của mình. Nay thì Nam, nên có thế giới tên Ta Bà, nơi ấy có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng đẳng chánh giác, hiện tại thuyết pháp. Ở thế giới ấy có một vị thượng thủ Bồ Tát Maha Tát, tên Văn Thù Sư Lợi, đã lâu chẳng thoái chuyện cho thượng Bồ Đề, vì muốn phá hoại tâm chấp trước của hàng Bồ Tát mới học. Nó đã cầm gươm bén chạy đến trước Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện pháp môn sâu xa. Do đó mà đại địa mười phương đều chấn động như vậy. Chư Phật mười phương, nhân gươm trí tuệ ấy mà nói pháp sâu xa, khiến vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được pháp nhãn thanh tịnh, tâm được giải thoát, chứng pháp nhẫn sâu xa, an trụ Bồ Đề. Lúc Đức Thế Tôn kiến lập đại tầng biển ấy, Phật dùng sức phương tiện khiến hàng Bồ Tát mới học, thiện căn kém ít, chưa rời phân biệt còn nắm giữ tướng chúng sinh, đều chẳng nghe lời thuyết pháp ấy, và cũng chẳng thấy sự việc cầm gươm ấy. Tôn giả Sa Lợi Phất bạch Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi, bạch đại sĩ, nay đại sĩ tạo ác nghiệp cực trọng, muốn hại đấng thiên nhân, đại sư, nghiệp ấy nếu chín mùi, sẽ tội nơi nào? Bồ Tát Văn Thù Sa Lợi, này tôn giả, như lời tôn giả nói, nay tôi chỉ có thể tạo nghiệp cực ác như vậy, mà thật ra tôi chẳng biết ở chỗ nào chịu tội. Như này tôn giả, như chỗ tôi thấy thì sẽ như hóa nhân, lúc huyễn nghiệp thục, tôi chịu tội như vậy. Vì sao? Vì hóa nhân ấy không có tâm phân biệt, không có niệm tưởng, vì tất cả pháp đều là huyễn hóa. Lại nữa, này tôn giả Sa Lợi Phất, nay tôi hỏi tôn giả, tùy ý tôn giả đáp. Này tôn giả, thật thấy gương bén chăng? Bạch đại sĩ, không. Này tôn giả, lại quyết định thấy ác nghiệp ấy có thể được chăng? Bạch đại sĩ, không. Này tôn giả, lại quyết định thấy kia chịu quả báo chăng? Bạch đại sĩ, không. Đúng vậy, này tôn giả, gương ấy đã không có, đã không có nghiệp báo. Vậy ai tạo nghiệp ấy, ai là kẻ chịu báo? Mà tôn giả lại hỏi tôi chỗ chịu báo. Bạch đại sĩ, do nghĩa gì mà đại sĩ là nói lời ấy? Này tôn giả, theo như chỗ thấy của tôi thì thật không có pháp gì gọi là nghiệp báo chín mùi. Vì sao? Vì tất cả pháp không nghiệp không báo, không có nghiệp báo chín mùi. Bây giờ các Bồ Tát, các đại Bồ Tát từ mười phương thế giới đến dự hội đồng cầu thỉnh Đức Phật. Ngự mong Đức Thế Tôn dùng sức oai đức khiến Văn Thù Sư Lợi đến mười phương cõi vật diện nói pháp sâu xa ấy, làm cho các chúng sinh kia đều được thấy nghe như chúng tôi đã được thấy được nghe. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với các Bồ Tát trong mười phương kia, nay các vị hãy nhất tâm quan sát thế giới Phật của mình. Các đại Bồ Tát nghe lời Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đều quan sát thế giới Phật của mình, đều thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ở trước Phật mình. Về đại chúng mà diện nói pháp sâu xa ấy, cũng đều thấy có thiên tử thiện trụ ý hỏi về pháp môn ấy, cũng thấy mười phương các đại Bồ Tát đồng văn tập cùng với số đông như thiên tử, và cũng đều thấy cõi Phật mình thanh tịnh trang nghiêm vi diệu như đây không khác. Quan sát thấy như vậy, các đại Bồ Tát sinh lòng thù đặc được chưa từng có, đồng thanh khen rất lạ, rất lạ. Này Văn Thù Sư Lợi, đạo đức uy nguy, ở an bất động tại thế giới Ta Bà này, mà có thể hiện thân khắp trước chư Phật mười phương. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với các vị Bồ Tát, nên các vị nên lắng nghe đây, như các nhà ảo thuật đã học tập giỏi rồi, chẳng rời chỗ mình ngồi mà có thể làm ảo thuật ra các thứ hình sắc. Cũng vậy, đại Bồ Tát đã học giỏi pháp như huyễn, Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, liền ở trong các pháp như huyễn, nơi các cõi Phật trong mười phương, tùy ý hiện các hình tượng để làm Phật sự.
Vì sao? Vì tất cả các pháp đều như huyễn hóa, do đó mà chỗ làm đều theo ý muốn. Như mặt trời mặt trăng kia, lơ lửng nơi hư không, chẳng hề đi xuống, chui vào trong các đồ vật mà ánh sáng của nó chiếu khắp mọi nơi. Cũng vậy, Bồ Tát ăn trụ bất động mà tùy tâm hiện thân cấp trước chư Phật mười phương, hoặc hiện các thân thanh văn chuyên giác, hoặc hiện các tướng phạm vương, Đế Thích, hoặc hiện các sự đại vương tứ thiên, Chuyển Luân Thánh Vương, hoặc hiện quốc chủ đại thần chính hóa, cho đến hoặc hiện tất cả ác đạo chúng sinh, các hình các loại đều tùy ý, nhưng cũng không hề có ý tưởng hưng tác lúc ban đầu. Phẩm 10. Xưng tán phó pháp. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu được nghe pháp môn Tu Đà La sâu xa này, thì đồng với gặp Phật xuất thế. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu được nghe kinh này thì đồng với chứng Tu Đà Hoàng, đồng với chứng Tu Đà Hàm, đồng với chứng A Na Hàm, đồng với chứng A La Hán không khác. Vì sao? Vì như giới ấy không khác vậy. Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi, nếu được nghe kinh này, xin lòng tin hiểu thì đồng với bậc hậu thân Bồ Tát ngồi đạo tràng dưới cổ Bồ Đề, nhất định thành chánh giác. Vì sao? Vì pháp môn này là yếu đạo của ba đời chư Phật vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Đúng như vậy, Bạch Thế Tôn. Như lời Phật dạy, như không chẳng khác, như vô tướng chẳng khác, như vô nguyện chẳng khác, như chẳng khác, như pháp giới chẳng khác, như thực tế chẳng khác, như bình đẳng chẳng khác, như giải thoát chẳng khác, như ly dục chẳng khác, như nguyện, duy nguyện Như Lai hộ trì pháp môn như vậy. Ở thời kỳ mặt thế 500 năm sau, sẽ khiến kinh này lưu hành khắp những Bồ Đề cho các chúng sinh đều được nghe, đều được biết. Lúc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thành Phật như vậy, khắp Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, tất cả âm nhạc không đánh tự kêu, tất cả trỗi, tất cả cây cối tự nhiên xung xê, tất cả thứ hoa đều đua nở. Cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chấn động sáu cắt, phóng ánh sáng chiếu khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, hơn cả ánh mặt trời mặt trăng, trăm ngàn vạn ức. Chư Thiên hớn hở vui mừng, được chưa từng có. Ở trên hư không mơ thiên hương, thiên hoa, các thứ hoa, các thứ phòng hoa, hương bột, hương thoa, tuôn xuống như mưa, mùi thơm ngào ngạt khắp mười phương, rồi âm nhạc trời hòa nhã dịu dàng. Tất cả chư thiên ấy đều vòng tay chắp tay ca ngợi rằng: hy hữu pháp môn kỳ đặc, nay đây đại sĩ Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp chúng tôi được nghe. Chúng tôi làm phước hội, từ lúc sơ sinh đến nay tái ngộ Diêm Bồ Đề, chuyển đại pháp luân tại các chúng sinh có đủ căn lành mới được nghe pháp môn thâm diệu này. Nếu các chúng sinh nghe rồi tính tỏ phụng hành, cho nên biết họ đã từng cúng dường tất cả chư Phật và cũng đã được pháp nhẫn sâu xa. Nếu có chúng sinh nghe kinh điển này mà chẳng kinh sợ, chẳng thoái thất, thân tâm ưa thích, cho nên biết người này chẳng phải từ căn lành dị thừa mà đến. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay điểm ứng kỳ lạ này, phải chăng là pháp môn này sẽ lưu hành khắp Diêm Phù Đề trong đời vị lai mà còn mãi chẳng diệt mất sao? Đức Phật dạy: Đúng như vậy. Vừa rồi hiện điểm ứng là chỉ để việc kinh này lưu hành khắp Diêm Phù Đề còn mãi chẳng mất. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Bạch Thế Tôn, ngự mong Phật lại lập lời thành thật cho kinh này lưu hành hưng thịnh, chẳng diệt mất tại thế gian. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, nếu ma môn giải thoát có thể chứng niết bàn là lời thành thật, thì đời mặt thế 500 năm sau, kinh pháp này lưu hành tại Diêm Phù Đề hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu khổ vô thường, nếu không vô ngã là lời thành thật, đời mặt thế 500 năm sau, kinh pháp này lưu truyền rộng khắp Diêm Phù Đề hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, không có ngã nhân, chúng sinh, thọ mạng, trường phu, không có ma nô xà, ma na bà, không có phiền não, không có thanh tịnh là lời thành thật. Đời mặt thế 500 năm sau,
kinh pháp này hoằng truyền khắp dưới vô đề, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy không có sinh tử, không có niết bàn, không có tham dục, sân khỏe, ngu si, không có danh sắc, không có nhân quả, không có hữu, không có sự biết, không có thân chứng, không có tâm quả, không có niệm xứ, không có pháp xứ, không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không có nhãn nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, không có sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, không có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không đoạn, không thường. Các pháp được nói như vậy là lời thành thật. Để mặc thế 500 năm sau, kinh pháp này hoàn truyền khắp diên vô đề, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Bà Thế Tôn, như lời Phật dạy, không có tu đà hoàng, không có quả tu đà hoàng, không có tu đà hàm, không có quả tu đà hàm, không có A-na-hàm, không có quả A-na-hàm, không có A-la-hán, không có các pháp A-la-hán, không có Bích Chi Phật, không có các pháp Bích Chi Phật, không có Như Lai, không có các pháp Như Lai, không có chứng quả, không lực, không úy, không trí quả, không thánh chứng, không có không vô tướng, vô nguyện, không có ly dục xứ, không có được bản tánh, không có bình đẳng, không có chứng xứ, không có tối sáng, không có trói mở, không có bờ giải thoát, không có thứ ngạn và trung nghĩ, thứ ngạn và trung gian, không có niệm, không có giác. Các pháp được Phật nói như vậy là lời thành thật. Đời mặt thế 500 năm sau, pháp môn của kinh này hoàn truyền diêm phù đề, lưu hành khắp nơi, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy ở nơi các pháp môn, không có chúng sinh tính giải đắc quả tương ưng, chẳng tương ưng, chẳng hợp, chẳng tan. Các pháp như vậy là lời thành thật. Đời mặt thế 500 năm sau, pháp môn của kinh này hoàn truyền diêm phù đề, lưu hành khắp nơi, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chư Như Lai ứng đẳng chánh giác, thuở quá khứ đã nói không có một pháp nào có thể làm cho chúng sinh ở trong sinh tử diệt trừ phiền não, được giải thoát niết bàn. Cũng không chúng sinh có pháp diệt cho đến không có tội lỗi, không xuất không động. Như chư Phật quá khứ nói, chư Phật vị lai và hiện tại cũng nói như vậy, nên các pháp ấy là lời thành thật. Đời mật thế 500 năm sau, pháp môn của kinh này, lưu hành diêm phù đề truyền bá khắp nơi, hưng thịnh không diệt là lời thành thật. Lại như lúc Thế Tôn nói pháp này, không có Bồ Tát được tam muội các đà la ni, cũng không có ngữ ngôn cứu nghĩa được chư Phật ấy nói, cho đến chẳng nói một câu một chữ, không có người lắng nghe, không có người được hiểu, không có người thành Phật. Các pháp như vậy là lời thành thật. Để mặc thế 500 năm sau, pháp môn của kinh này, lưu hành dưới vô đề, hoàn truyền khắp nơi, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Như Thế Tôn nói, không có giới thân, không có tam muội, không có trí tuệ, không có giải thoát, không có giải thoát tri kiến. Các pháp như vậy là lời thành thật. Để mặc thế 500 năm sau, pháp môn kinh này, lưu hành dưới vô đề, hoàn truyền khắp nơi, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thật. Như Thế Tôn nói, các Bồ Tát chẳng hành bố thí, chẳng trì cấm giới, chẳng tu nhẫn nhục, chẳng phát tinh tấn, chẳng nhập thiền định, chẳng được bát nhã, chẳng câu bồ đề, chẳng chuyển các địa, chẳng đạt được Phật đạo, chẳng được mười luật, chẳng được bốn vô ý, chẳng được các tướng hảo, chẳng được biện tài, chẳng chuyển pháp luân, chẳng độ chúng sinh khiến được chánh giác. Các pháp như vậy là lời thành thực. Đời mặt thế 500 năm sau, pháp môn này lưu hành trên vô đề, hoàn truyền khắp nơi, hưng thịnh chẳng diệt là lời thành thực. Lúc Bồ Tát Văn Thù sẽ lời tuyên lời thệ thành thật, đại địa khắp tam thiên, đại địa thế giới chấn động sáu cách. Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, này duyên cớ gì mà thế giới chấn động? Đức Phật dạy, này Di Lặc, này ông không nên hỏi sự kiện như vậy. Vì sao? Vì chúng sinh thời mặt thế căn tánh chậm lục, tính văn ít nên không thể hiểu, sẽ xa vào đêm dài nghi nạn không an ổn. Di Lặc bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, mong được nói lên điều đó. Một Thế Tôn vì lợi ích số đông đại chúng, chư thiên và loài người. Đức Phật dạy, này Di Lặc, kinh điển như vậy, thọ trước đã có 74 ức trăm ngàn na do tha chư Phật Thế Tôn ở địa phương này Xuân Dương tuyên nói. Đều nhân văn thù sư lợi cùng thiên tử thiền trụ ý, các người hỏi đáp luận bàn.
Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Thiên Tử Thiện Trụ Ý này được nghe pháp môn như vậy đã bao lâu? Đức Phật dạy: Này Di Lặc, quá khứ bảy A Tăng kỳ kiếp có Đức Phật xuất thế, hiệu Phổ Hoa, tối thượng sư tử du bộ thắng công đức, tụ Như Lai, ứng đẳng chánh giác, Văn Thù Sư Lợi và Thiên Tử Thiện Trụ Ý. Ở chỗ Đức Phật ấy ban đầu nghe kênh này. Lúc nói kênh này, trong chúng có hàng xa chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, là có chúng sinh nhiều gấp bội được an trụ bất thoái chuyển nhẫn, là có chúng sinh gấp bội nữa xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Đức Phật nói kênh này rồi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Thiên Tử Thiện Trụ Ý cùng các Bồ Tát mười phương, chúng chư thiên, tôn giả Xá Lợi Phất, Ma Ca Diếp, chúng tỳ kheo cho đến tất cả trời, người, A-tu-la, tất cả chúng rồng, quỷ thần, nghe Đức Phật, nghe lời Đức Phật dạy, đều rất vui mừng, tín thọ, phụng hành. Kinh Đại Bảo Tích. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.